to thì không qua đây được rồi. Ủa là cái xà lan đây nó tột hả? Đó. Nó chìm với cái cổ. À xà lan nào sáng nó đụng cái cây rồi nó xuống lại. À, nó kẹt ngay chỗ cái thành cầu không? Không, sáng thì thấy nó đó, chỗ ta đứng lên là nó lên tới cái là gỗ cao bước lên đó. Chắc giờ nó xuống xuống theo rồi. Ra là cái chìm mà. Ồ tột bể mấy đường ống rồi luôn. Mấy cây sắt này luôn. Rồi. Thì nó mới nông cái đường ống. Đó, cây sắt chỗ đó quẹo luôn á. Không hiểu. Có quẹo đó là hiểu. Hiểu nhắc lên. Đèn nào cúp nước. Đó rồi. Nó vừa sáng vừa nước cũng nhớ rồi. Không có sự vụ sáng cúp thẳng luôn mà. Mới có đây lúc trưa mà biết nó là kiểu là tám phải có ống nước không. Hàng này. Đây đó, Phú Yên đi lập nhiều lắm. Phú Yên thì nó có những cái cầu mà mất cầu